chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và đừng quên nhấn like và chia sẻ những cái clip này cho các bạn bè cùng xem. Rất mong các bạn ủng hộ mình bằng cách là nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới tiếp theo. Chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn ơi, hôm nay mình xin phép mình chia sẻ một cái vấn đề về quảng cáo những cái video clip trên YouTube nha các bạn. Ở đây là mình chia sẻ cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của mình dành cho những cái YouTuber mới và những cái kênh mới bắt đầu thành lập. Thì mình thấy là theo cái kinh nghiệm của mình nha các bạn, những cái video clip mà chạy quảng cáo thì vô cùng là hiệu quả nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn, những bạn nào mà mới thì các bạn sẽ xem coi như thế nào để mình có cái cách mà mình chạy quảng cáo và nhiều người biết đến cái kênh YouTube của mình. Rồi, hôm nay mình, các bạn ơi, mình chia sẻ đây là những cái quảng cáo của mình mà chạy trong cái chiến dịch này các bạn. Các bạn sẽ tạo cái Google Ads ha các bạn. Các bạn thấy cái địa chỉ nè, đây là cái địa chỉ Google Ads ha các bạn. Sau khi nhập xong rồi, trên đó nó sẽ chạy cho mình từng bước, cái đó là rất là dễ, mình không có hướng dẫn lại cái phần đó. Nhưng mà mình chia sẻ cái cách mà chạy quảng cáo cho video clip của mình, rất là hiệu quả ha các bạn. Trong những ngày qua đó các bạn, mình thấy mình chạy cái chiến dịch ở trên quảng cáo này thì rất là hiệu quả và nhiều người biết đến mình, cho nên mình chia sẻ những cái nho nhỏ, cái kinh nghiệm của mình. Còn các anh chị, cái những kênh lớn thì người ta đã biết đến rồi, đôi khi người ta không có cần tới quảng cáo. Cái này dành cho tất cả những ai mà muốn quảng cáo video clip của mình, và đồng thời dành cho những người mới thành lập kênh đó các bạn. Giống như kênh của các bạn, kênh của mình hoặc là những cái kênh mà mới bắt đầu thì chạy chiến dịch quảng cáo này nó sẽ rất là hiệu quả. Đây mình nhấn đây nè các bạn. Bây giờ đầu tiên ví dụ như vậy đi đó, khi mình mở ra thì nó như vậy. Bây giờ đầu tiên mình nhấn vô cái nút màu xanh này, nó sẽ hiện ra cái chiến dịch quảng cáo. Rồi khi mình mở ra các bạn ơi, khi mình mở ra cái trang quảng cáo thì có thể mình thấy như vậy. Thì ở đây nè các bạn, ở đây nè các bạn sẽ nhấn vào đây là hiển thị tất cả những cái rồi khi mà mình mở trang của mình ra thì các bạn thấy nè, ở đây là cái đường link Google của mình ha các bạn. Mình lấy luôn cái tài khoản của mình luôn đó. Bây giờ hoặc là các bạn lấy cái tài khoản khác cũng được. Rồi bây giờ các bạn nhấn vô cái nút màu xanh này, cái icon này nè, các bạn nhấn vô đây thì nó sẽ xuất hiện cho các bạn. Ở đây mình có một loạt cái chiến dịch quảng cáo là các bạn. Ở đây cái này là tạo xong rồi đấy ha các bạn. Ở đây nè, nó có mình tạm dừng hoặc là mình bật. Khi mình tạm dừng thì mình không chạy nữa, thì mình dừng lại, nó sẽ không có trừ tiền mình nữa. Còn nếu mà mình bật thì khi hết chạy hết tiền á thì nó cũng tự động dừng, hoặc là nó chạy mà hết cái thời gian thì nó cũng tự động dừng ha các bạn. Ví dụ mình chạy 5 ngày là trong 5 ngày đã mất hết tiền thì nó không có chạy nữa, hoặc là mình chạy mà tới ngày thứ 5 thì qua ngày thứ 6 đó nó báo cho mình là mình ngưng luôn ha. Đó, rồi mình tiếp tục và mình chọn cái thời gian thêm. Rồi bây giờ bắt đầu cái cách tạo, các bạn nhấn vô đây nè các bạn. Các bạn thấy chữ chiến dịch không? Bây giờ mình làm thực tế luôn nha các bạn. Rồi nhấn vào chiến dịch thì trên màn hình nó xuất hiện như đây. Bạn chú ý bạn xem đây nè. Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu. Đó, có nghĩa là mình chạy được bao nhiêu thì mình lấy bao nhiêu, chứ mình không có mục tiêu là mình đạt tới bao nhiêu ha. Bấm vào đây và sau đó thì chủ yếu cái video của mình thôi. Còn những cái người mà shop rồi đó thì người ta sẽ mua sắm nè, khám phá là smart là ứng dụng vân vân. Rồi bây giờ mình chỉ chạy cái quảng cáo của video clip mình thôi. Sau đó nó xuất hiện cái màn hình như vậy, các bạn bấm tiếp tục ha. Các bạn để mặc định và tiếp tục. Ở đây nè các bạn thấy là chiến dịch video, cái này mình không cần sửa, và tên chiến dịch chỗ này thì mình xóa nha các bạn. Mình xóa, mình đặt cái tên gì cũng được. Rồi bây giờ mình đặt sao nó có liên quan tới cái đề tài của mình. Ở đây mình giới thiệu cái video mình là cái cách tạo. Cách tạo ảnh bìa cho video hấp dẫn. Ở đây mình bấm, mình đánh chữ thường nha các bạn, mình không có đánh chữ in và có giới hạn cái phần chữ của mình, nhưng mà mình tóm gọn lại. Ok, chỗ này tổng chiến dịch, ví dụ như bây giờ bạn chạy là bao nhiêu tiền, ví dụ như mình đặt là 200 ngàn đi, 300 đi nha các bạn,
300.000. Ở đây là mình chạy một video hoặc là nhiều video, thì cái tổng chiến dịch này nó chạy cho một video hay là nó chia ra 5 cái video thì cái số tiền nó sẽ chạy cho từng video ít hơn. Rồi ở đây là ngày bắt đầu này các bạn, ở đây là mặc định, sau đó mình chọn ngày kết thúc. Ví dụ như ở đây mình nhấn, mình chọn là tới ngày 30 đi ha. Rồi nhấn cho tới ngày 30. Sau khi hết ngày 30 thì mình có thể chọn thêm ha. Rồi bây giờ hiện tại các bạn thấy là chạy trong 3 ngày mà mỗi ngày 100.000 là nó nhiều dữ lắm rồi các bạn. Rồi mình chọn ít ít thôi, 100 đi. Tại vì mình chạy cái này là có một cái video thôi, mình không có chạy nhiều. Mình cho 100 đi, 100.000 ha. Thì ở đây là cái tổng số tiền 100, mình chạy 3 ngày thì mỗi một ngày là 30 mấy ngàn đó các bạn. Ok. Rồi chỗ này là cái nhóm quảng cáo. Giả sử trong cái nhóm quảng cáo này, một chiến dịch mình có thể là làm nhiều cái nhóm quảng cáo, giống như là một cái cây mà có nhiều cành vậy các bạn. Nhóm quảng cáo này thì mình để là tạo ảnh bìa video ha các bạn. Vậy thôi, ở đây nó cho cái số lượng từ nè, mình nhiêu đó mình đủ rồi, ngắn gọn ha các bạn. Ở đây mình mặc định luôn. Rồi ở đây mặc định mình để là 46 đi. Đó, 46 đồng trên một cái lít nha các bạn. 46 đồng sau khi mà mọi người mà xem được mình lít vô đó, cái xem video á thì nó tính tiền. Tuy nhiên cái số này thì là mình để là cái mức trung bình thôi ha các bạn. Sau khi mà mọi người ấy nhấn vào một cái clip mình xem thì nó tính là một cái lần clip chuột như vậy xem thì nó sẽ tính giá tiền, có thể là thấp hơn cái số tiền này. Video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà điều chỉnh cái số tiền quảng cáo ha các bạn. Cái số tiền cho một lần clip rằng nó có thể là chạy nhiều thì càng nhiều cái video của mình á, mọi người xem nhiều thì cái giá thành nó giảm xuống ha các bạn. Ok, chỗ này yêu cầu mình là lấy cái đường link quảng cáo để up lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào kênh của mình lại nha các bạn ơi. Mình vào kênh của mình lấy cái này, video clip này. Đó, mình nhấn vào đây. Đó. Rồi để mình tắt âm thanh nha các bạn, để ra khỏi lấy âm thanh, nhấn vô cái mục chia sẻ. Sau đó mình sao chép cái đường link của YouTube nha các bạn. Rồi, mình nhấn vào đây, mình dán vào đây. Control V. Đó, mình phát. Ở đây là có hai cái loại quảng cáo mà có thể làm. Bây giờ mình chọn quảng cáo Discovery đây các bạn. Có nghĩa là cái quảng cáo này khi người ta chọn cái video clip các bạn xem, sau khi màn hình nó kết thúc xong đó các bạn, nó có những cái video tiếp theo đó, thì người ta sẽ chọn được những cái video đó tiếp theo, thì mình sẽ kiếm được những cái lượt đó nha các bạn. Và ở đây mình nói luôn là ở trong này nó không tính cái thời gian, nó không tính giờ cho cái phần xem YouTube nha, kiếm tiền nha các bạn. Ở đây mục đích của mình là để cho nhiều người biết đến và nhấn subscribe cho mình thôi. Còn cái thời lượng á, nó tính view thì để cho đẹp view vậy thôi, chứ còn nó không tính cái thời gian vô kiếm tiền của đối tác YouTube nha các bạn. Ở đây mình nói rất là rõ, các bạn bỏ ra tiền để các bạn chạy cái video đó để cho mọi người biết đến cái video của mình và có thể bấm vô và nhấn đăng ký các bạn, thì các bạn mới kiếm được cái là subscribe vậy thôi, chứ các bạn không kiếm được cái thời gian để cho YouTube là tính cái giờ nha các bạn. Đây là mình nói rất rõ ha. Rồi ở đây có ba cái nội dung, một cái tiêu đề, hai nội dung mà mình mô tả ha. Ở đây cái tiêu đề các bạn sẽ gõ cái nội dung mình liên quan tới cái video quảng cáo của mình ha các bạn. Ở đây mình gõ là nhận quà bất ngờ. Tại cái video clip của mình là mình để là nhận quà, đập hộp nhận quà ha các bạn. Rồi, nó liên quan tới video một vài từ thôi cũng được đó. Nhận quà to. Ok, như vậy là được rồi. Tới đây mình bắt đầu mình tạo chiến dịch ha các bạn. Bấm vô đây. Rồi khi nào mà cái video nó từ chối thì các bạn sẽ nhấn vô cái phần mở rộng nè, các bạn xem. Đó. Ở đây thì nó chưa có xác định được là nó có từ chối hay không, chắc các bạn đợi cho khoảng là vài tiếng đồng hồ hoặc là trong một ngày đó nó sẽ báo cáo cho bạn. Nếu nó không có báo cáo gì thì các bạn sẽ thấy cái video mình chạy bình thường ha. Đó. Đây video mình hiện tại là số lượt hiển thị nè, ví dụ hiển thị bao nhiêu và số lượt người ta xem, ví dụ hiển thị là 10 lần nhưng mà ta xem được một lần thôi nha các bạn.
cái này là mình quảng cáo cho cái này thôi đó, mình lấy video nào cũng được là tùy mình ha các bạn đó. Mình quảng đây là mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn nè. Cái chiến dịch này thì nó gồm mấy quảng cáo này, một quảng cáo, hai quảng cáo, ba quảng cáo và cái ngày kết thúc và ngày thành lập nha các bạn. Ngày thành lập và ngày kết thúc thì nó sẽ báo cho mình là chiến dịch của bạn sắp kết thúc hoặc là nạp tiền đó. Bây giờ các bạn xem cái phần tiền luôn nha. Bây giờ các bạn nhấn vô là công cụ nè đó, các bạn thấy là chỗ lập hóa đơn không, các bạn nhấn là phần tóm tắt ha. Cái này là mình kê xem, cái này là mình kiểm tra xem coi mình còn tiền hay không đó. Nếu hết tiền thì mình tiếp tục nạp, còn cái cách nạp như thế nào thì mời các bạn xem những cái video khác. Ở đây mình nạp tiền rồi, bây giờ còn có nhiêu đây, 92.000. Nếu mình tiếp tục nạp thêm thì mình bấm vào nút thanh toán này các bạn. Rồi ở đây các bạn phải xài cái thẻ, gọi là cái thẻ là Visa card đó các bạn, của tất cả ngân hàng nào thì các bạn cũng đều sử dụng được. Ở đây cái chỉ định nộp thẻ là bao nhiêu tiền đây đó, thì các bạn nhập vô đây đó. Ví dụ như là nạp 10.000 hay là bao nhiêu tiền thì mình nạp vô đây, bạn bấm thanh toán. Còn cái thẻ này làm như thế nào thì các bạn sẽ ra ngân hàng. Thường thường cái thẻ này là đi chợ, mọi người đi chợ, đi siêu thị rồi bây giờ hay làm thẻ đó, thì các bạn đem chứng minh thư đi ra ở ngoài ngân hàng đó, thì các bạn sẽ làm cái thẻ ngoài đó. Cái thủ tục như thế nào thì bạn ra ngân hàng bạn làm. Rồi khi sử dụng thẻ thì nó yêu cầu bạn phải nhập thì cái thẻ đó vô rồi bạn thanh toán ha. Cái khi nào có thẻ đi rồi các bạn sẽ đi từng bước cái hướng dẫn. Đây là xin phép giới thiệu cho các bạn là những các bạn mới nha các bạn, những bạn mà YouTube mới làm, mới thành lập kênh đó. Còn những anh chị cũ rồi thì không có nói nha. Đó, quay trở lại nha các bạn ơi. Đây là cái biểu đồ, cái đường like đó các bạn, sẽ cho mình biết là cái khoảng thời gian nào là mình xem cái video clip mình mọi người xem nhiều ha các bạn. Đây là một số chiến dịch quảng cáo, ví dụ như nha, mình ví dụ một cái nha. Cái chiến dịch này đầu tiên là cá đuối hấp gừng nè, ở đây nó hiển thị là 49.711, nhưng mà xem được bao nhiêu đây các bạn, xem được là ở đây là tổng chiến dịch tổng nha các bạn. Trong chiến dịch này thì nó cũng có nhiều cái một quảng cáo, mà trong một quảng cáo thì nó có nhiều cái video, ví dụ trong này thì có nhiều cái video nè các bạn. Rồi cái phần mà số lượt kiếm được, có nghĩa là khi người ta xem cái video của mình á, cuối cái màn hình kết thúc rồi đó, thì người ta thấy mình có mấy cái video tiếp theo đó các bạn, thì người ta tự động ta nhấn vào đó, là có nghĩa là cái số lượng kiếm được nha các bạn. Cái số lượt mà xem như vậy nè, cái view thì đẹp, nhưng mà cái giờ nó không có tính cho đối tác YouTube nha các bạn, nó không tính giờ. Cho nên mọi người thắc mắc vì sao mà cái số giờ nó nhiều như vậy, mà trong cái mục kiếm tiền á, các bạn kiểm tra cái phần giờ nó rất là ít. Và mình nói luôn ở đây, là chia sẻ luôn các bạn đây, là bạn có xem nhiều đi nữa, nhưng mà ở đây nó không có kiếm tiền được nha các bạn. Và nó không tính theo cái lượt giờ, chỉ có lượt xem đẹp thôi, nó không tính giờ. Ok, còn có phần kiếm được là người ta click vào cái video của mình ha. Đó. Cái cách mà giả sử như bây giờ mình có để là mật ong ruồi đi đó, thì chiến dịch của mình là mật ong ruồi. Trong chiến dịch mật ong ruồi thì nó có cái nhóm quảng cáo nè, tổ ong ruồi có 102 ở Sài Gòn. Thì các bạn quan sát nè, cái ngày là tới ngày 30 tháng 6 ha, cái lượt xem của mình nè. Ở khi mà hiển thị trên YouTube của các bạn thì mọi người nó thấy những cái đề tài của mình giới thiệu nó hấp dẫn đó, thì người ta click vào ta xem. Đó là cái số lượng ta xem ha. Cái này là hiệu quả cho mình, khi người ta xem người ta thích thì người ta nhấn subscribe cho mình, người ta đăng ký cho mình, để đó là mình cái cách mình kiếm được, gọi như giống như khách hàng vậy đó các bạn. Còn cái số lượng kiếm được là hồi nãy mình nói rồi, số lượng kiếm được nè là cuối cái video đó người ta thấy những cái video mới tiếp theo, ta click ta xem. Đó là cái hiệu quả của mình là vậy. Ở đây mình chạy quảng cáo để mình kiếm được cái lượng subscribe ha các bạn, giống như là mình cần khách hàng vậy đó, mọi người biết tới mình. Chứ còn cái lượt xem này nó không có tính giờ ha các bạn ha. Nó tính tiền mình, nhưng mà nó không tính giờ cho cái kênh YouTube của mình, cho đối tác YouTube. Đó, ví dụ như một lần click thì nó tính mình bao nhiêu đồng. Các bạn quan sát thấy nha, ở đây mình nhấn vô là cái phần cái ba nút chấm chấm này, các bạn nhấn vô đây thì ở đây nó hiển thị là tất cả chiến dịch, hay là tất cả
trừ cái nhóm quảng cáo đã xóa. Ví dụ như mình không có dùng nữa mình xóa cũng được. Bây giờ ví dụ như tất cả đi ha, tất cả nhóm đã xóa nè, các bạn thấy mình nhiều lắm nhưng mà cái này mình không chạy nữa, mình không chạy nên mình xóa hoặc là mình ẩn gì đó đã bật và tạm dừng. Cho nên là ở đây nhiều quá mình ẩn bớt ha, mình chỉ lấy những cái quảng cáo nào mà hiện tại đang dùng thôi. Tất cả nhóm quảng cáo đã bật, ok, tặng cho nó ít lại để mình dễ xem. Ok, rồi clip đến đây mình xin dừng lại. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Mong các bạn YouTube mới, những cái người thành lập mới của cái kênh mình đó, chạy quảng cáo sẽ đạt hiệu quả hơn và mọi người sẽ biết tới mình hơn. Chúc các bạn thành công, chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới tiếp theo mà mình chia sẻ những cái kinh nghiệm. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại clip sau.